Xin chào các bạn ha. Thì tiếp tục với cái phần mềm Intercom về cái phần là tiện trụ bậc dài, thì chúng ta sẽ đi đến cái phần là mô phỏng cái quá trình chạy giao này bởi cái code này xuất ra bởi cái phần mềm Intercom ha. Thì chúng ta sẽ test lại với một cái phần mềm thực tế ảo để test cái code này ở trên cái máy thiện CNC thực ha. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ đổi cái đuôi của cái chương trình mà chúng ta xuất ra thành cái đuôi TT ha, để nó trở thành cái file test. Chúng ta có thể vào đây, chúng ta có thể copy được cái chương trình mà ở cái phần đầu chúng ta đã xuất ra đó ha. Và lưu ý ha, sẵn đây thì chúng ta sửa luôn cái đoạn code này thành con dao mà ở trên cái máy ảo chúng ta sử dụng ha. Trên máy ảo chúng ta sử dụng con dao là dao số 1 ha, và lệnh thay dao mà 6 vào đây luôn. Rồi chúng ta Ctrl+A, chúng ta copy ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi qua cái phần mềm thực tế ảo. Ở đây mình sử dụng là CNC Simulate để mô phỏng cái quá trình chạy dao trên cái máy tiện CNC ha. Thì ở cái phần mềm này nó có rất là nhiều cái máy ảo ha, đủ loại từ phay, từ tiện, rồi in 3D, cắt dây laser chẳng hạn ha, đều có trong này hết. Ngay cả cánh tay robot cũng có luôn ha. Vì mình thấy cái phần mềm này vừa nhẹ mà vừa mô phỏng được trực quan sinh động ha. Rồi à, thì đây nó có rất nhiều máy ha. Thì ở đây mình học cái phần tiện, chúng ta sẽ qua cái phần lọc cái máy vào, chúng ta tìm với cái phần tân in này, chúng ta tìm cái máy tiện ha. Thì dựa vào thực tế hoặc là ở xưởng chúng ta sử dụng cái máy nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy đó ha. Ở đây mình sẽ sử dụng tại một cái máy này ha. Thế nào cái máy này để chúng ta có thể mô phỏng cái quá trình chạy dao của nó. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa con dao, tìm một con dao phù hợp ha. Đó, thì đây chúng ta chọn con dao T số mấy này, ta sẽ sử dụng con dao đó ha. Chúng ta sử dụng dao T1 luôn ha, chúng ta insert vào ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phôi. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái phôi là phi 42, chiều dài 140. Lý do tại sao? Thì cái phần của chúng ta là gia công là cái phôi 100, tuy nhiên ở đây nó cập vào cái mâm cập một đoạn nữa, cho nên là mình cho nó 40 ha. Và cụ thể đây cái mâm cập nó kẹp là 20 ha. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xét góc phôi. Thì đây nó sẽ xét góc phôi, thì ở đây máy tiện thì chúng ta sẽ xét theo cái chiều Z ha. Cái đi thì mình nhập 0 và Z thì chúng ta sẽ xét ở đầu góc phôi, thì chúng ta sẽ nhập là 120. Lý do là cái máy này được cài đặt là cập cái mâm cập nó cập vào 20 mm, cho nên chúng ta phôi chúng ta 140 thì bây giờ nó sẽ còn là 120 ha. Sau đó chúng ta insert vào. Rồi sau khi mà chọn dao rồi, sau khi chọn dao và xét góc phôi rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đưa chương trình vào. Ta vào new chương trình này ha, file new, và chúng ta tiến hành xét cái chương trình này. Thì nó hỏi mình là sử dụng máy tiện hay là phay, chúng ta sử dụng tiện ha. Và sử dụng cái phôi nào, phôi và cái dao nào, chúng ta sẽ sử dụng cái mà chúng ta đưa ra ha. Rồi đây cũng vậy luôn ha, vì tạo một cái muốn tạo một cái phôi mới ha. Rồi góc phôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chép cái chương trình này vào cái phần này ha, chương trình mà chúng ta nãy vừa copy á, Ctrl V, và con dao thì chúng ta đã thay đổi rồi nè. Sau đó chúng ta tiến hành cho hiện một số cái đường chạy dao lên, đây phôi, các cái đường chạy dao lên, các cái đường giới hạn lên ha. Và chúng ta có thể đóng đóng cái cửa này lại hoặc là để ra cho chúng ta có thể coi được cái quá trình gia công ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành cho nó chạy cái chương trình này. Đây thì nó sẽ xét con dao số 1 này, nó gọi dao số 1 ra. Chúng ta sẽ xem cái đường chạy dao của nó ha. Thì đây chúng ta sẽ tiện trụ bậc dài. Đây các cái đường chạy dao sau khi nó ăn một lát này,
rồi nó sẽ lùi dao ra. Sẽ lùi dao ra. À. Chúng ta đã mô phỏng được cái quá trình chạy dao ha. Trình trụ bậc dài thì cái đường chạy dao nó sẽ là theo cái phương horizon ha, là theo cái phương dọc trục ngang đó, dọc trục. Đó. Như vậy là mình đã mô phỏng và chứng minh được cái glucose này là chạy được ha. Rồi, chúng ta cho nó chạy lại một lần nữa để chúng ta xem ha. Rồi. Dội dao số 1 ra và tiến hành chạy gia công. Đó. Rồi các bạn, ở cái ở người Intercam mình có cài đặt cái thông số là sau khi cắt mà lùi dao lại theo cái phương Z và theo phương X đó, là cái khoảng lùi dao mỗi lần cắt đó. Để làm gì? Để tránh cái trường hợp đó cạ dao đó, thì xong nhấc lên kéo ra à, thì nó sẽ không có cạ dao vào cái phôi của chúng ta ha. Rồi thì như vậy là mình đã mô phỏng xong cái quá trình chạy cái G-code xuất từ cái phần mềm Intercam qua để chạy trên một cái máy thực tế ha. Nếu các bạn có thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn.